Hello everyone, chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Năm Xuân. Lời đầu tiên, Xuân xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn. Kính chúc mọi người luôn vui khỏe và bình an. Khoe với mọi người nè, nhà Xuân ở trước cửa đó, Xuân có trồng mấy cái chậu kiểng á. Ở Xuân cũng có trồng luôn cả cây lá lốt nè. Bây giờ mọi người cùng hái lá lốt với Xuân nha. Hái lá lốt cũng chính là món ăn của Xuân ngày hôm nay, có sử dụng lá lốt nữa. Mời mọi người hãy thực hiện món này với Xuân nha. Xuân có ở đây là 5 trái chuối xanh. Chuối xanh này là chuối già đó mọi người, mà nó còn xanh nha, nó cứng, nó giòn lắm, ngon lắm cả nhà ơi. Quý vị không được chọn loại chuối khác nha, chỉ sử dụng chuối già trong món này thôi thì nó sẽ ngon nha. Nó bùi và nó ngon lắm luôn. Bên cạnh đó Xuân sử dụng mẻ. Phần mẻ này là người ta làm bằng cơm và cháo. Và Xuân đã lược qua cái rây, nó có phần mẻ như thế này. Tiếp đến là Xuân sử dụng một nắm lá lốt. Phần lá lốt này Xuân mới hái ở chậu kiểng trước nhà đó. Và trong món này thì Xuân cũng sử dụng một trái cà chua. Xuân cũng sử dụng một ít đậu hũ chiên. Phần đậu hũ này Xuân mua 5k đó mọi người. Xuân sử dụng là một muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng muối. Và quý vị hãy nêm sao cho phù hợp với gia đình mình là được nha. Một chút tiêu. Xuân cũng sử dụng là một muỗng cà phê bột nghệ nha. Và đây Xuân cũng có 2 miếng chanh xấu xí này. Nó xấu một chút nhưng mà cũng không sao nha. Cùng theo dõi Xuân làm nha. Xuân sử dụng một thao nước, khoảng 1 lít nước cho vào 2 muỗng muối. Rồi dắt luôn 2 miếng chanh vào đây luôn. Xuân sẽ khuấy đều cho đường, chanh và nước nó được hòa lẫn với nhau. Tiếp tục, Xuân sẽ đi gọt chuối. Mọi người cùng chú ý Xuân gọt chuối nha. Xuân sẽ tước bỏ cái vỏ xanh, nhưng không phải hết nha. Chỉ tước một lớp mỏng ở bên ngoài thôi. Khi mình tước xong á, thì cái phần vỏ xanh nó vẫn còn nha mọi người. Cái phần vỏ xanh này nó sẽ giữ được miếng chuối khi mà mình nấu chín, nó cũng không bị rã nha mọi người. Rất là ngon luôn. Tước phần vỏ chuối xong thì Xuân cho vào thau nước để ngâm. Thau nước này là thau nước mà đã có pha chanh muối đó. Lúc này thì Xuân sẽ cắt những phần chuối như thế này. Quý vị cũng có thể cắt khoanh tròn hoặc là cắt xéo. Còn Xuân cắt như vậy người ta kêu là cắt vát á. Cắt vát đó mọi người, nghĩa là nó không phải ngay như vậy. Mỗi lần vậy Xuân xoay cái tay vòng tròn lại xong Xuân cắt. Mọi người cùng theo dõi Xuân làm nha. Mỗi người sẽ tùy theo cái ý thích của mình để mình cắt sao cho nó phù hợp với gia đình mình là được. Cắt xong rồi Xuân ngâm ở đây một xíu nha. Xuân sẽ sắc nhỏ 2 phần đầu hành lá nha. Quý vị ăn thuần chay thì chúng ta sử dụng bơ rô nha. Cà thì Xuân sẽ cắt muối cao. Cắt nhỏ phần lá lốt luôn. Lúc này thì Xuân sẽ rửa phần chuối để ráo nha. Bây giờ Xuân sẽ đặt một cái chảo lên bếp và cho vào đây một lượng dầu ăn vừa phải thôi, khoảng 2 muỗng canh. Cho đầu hành lá vào, phi cho nó thơm, hơi vàng. Mọi người cùng làm với Xuân nha.
Khi vàng thì sún sẽ múc bớt ra một ít đầu hành lá phi. Tiếp đó sún sẽ cho phần cà chua vào xào. Sún cũng nêm vào đây một chút hạt nêm, đường, muối. Sau đó sún cho thêm khoảng một muỗng cà phê tương ớt. Xào cho phần cà chua này nó hơi chín một chút thì sún sẽ múc ra. Tiếp tục cũng cái chảo này, cái phần đầu hành hồi nãy múc ra đó, bây giờ sún sẽ cho trở vô nhen. Sau đó cũng thêm vào đây một khoảng một muỗng canh dầu ăn. Sún cho vào đây là một muỗng cà phê bột nghệ. Kế tiếp là sún cho phần chuối vào xào. Phần chuối này sún không cần phải luộc nha mọi người, hãy cùng theo dõi cách làm của sún. Bây giờ toàn bộ cái số lượng đường, muối và hạt nêm sún nêm vào đây luôn. Sau đó sún sẽ cho vào đây khoảng 3 chén nước. Sún sẽ nấu với lửa vừa. Kế tiếp sún sẽ cho phần nước mẻ vào đây. Rồi cho phần đậu hũ vào luôn. Thời điểm này nêm nếm lại, sún thấy nó chưa chua mấy thì sún cho vào đây thêm một ít nước mẻ nữa. Kế đến thì sún cũng nêm vào đây khoảng 2/3 muỗng hạt nêm nữa và một muỗng đường cũng như là 1/3 muỗng muối cho nó phù hợp với gia đình mình nha. Sau khi phần chuối sún đã thấy mềm, sún sẽ cho phần cà chua đã xào cho vào luôn. Nếu quý vị muốn ăn nước nhiều hơn một xíu thì chúng ta cũng có thể thêm một chén nước nữa nha. Khi các nguyên liệu nó được hòa quyện với nhau rồi và đặc biệt là phần chuối đã mềm thì sún cho phần lá lốt vô luôn nha. Món này khi thưởng thức chúng ta cho qua cái nồi đất thì khi ăn nhìn nó hấp dẫn và ngon hơn nha. Sún sẽ cho qua nồi đất như vậy nè. Món này ăn cơm cũng được nè, ăn bún cũng rất ok, và ăn cái bánh mì thì cũng khỏi phải chê nha. Lúc này thì sún thấy nó hơi khô, sún sẽ tráng cái chảo bằng một chén nước và đổ phần nước đó vào trong nồi này luôn. Mọi người thấy nè, phần chuối nó đã mềm nhưng cái phần vỏ của chuối á, nó giữ cái phần mềm của chuối á, rất là chắc luôn. Nên khi mình ăn mình cảm thấy nó rất là ngon, bùi bùi, đậm đà các hương vị. Với sự kết hợp của chuối, đậu hũ, cà chua, lá lốt và mẻ, sau đó rắc lên một ít tiêu. Nếu chúng ta ăn cay thì cũng cho lên đây một ít ớt. Chua chua ơi, ngon thiệt là ngon luôn cả nhà ơi. Quý vị ơi, hãy bớt chút thời gian làm món chay chuối nấu mẻ, làm theo cách của sún đi, bảo đảm là quý vị sẽ không thất vọng và sẽ thành công ngay lần đầu tiên. Và như vậy là món chay chuối nấu mẻ của nhà sún đến đây đã hoàn tất rồi. Lời cuối cùng thì sún cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video của năm sún. Kính chúc mọi người luôn vui khỏe và bình an. Quý vị ơi, quý vị thấy video này hữu ích xin hãy like, share cho nhiều người cùng biết. Đặc biệt, với ai mới đến với sún lần đầu hoặc chưa đăng ký kênh của sún, xin hãy thương và ủng hộ sún bằng cách bấm đăng ký, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để liên tục nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của sún, và cũng là giúp sún tự tin, mạnh dạn để chia sẻ những món ăn sau được hoàn hảo và tốt đẹp hơn. Một lần nữa, sún xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn. Bây giờ sún xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau nha. Bye bye.